Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đại từ phản thân. Có bạn nào khi nghe đến đại từ phản thân lại ngớ người ra không hiểu đây là loại từ gì không? Đại từ phản thân bao gồm những từ như myself, yourself hay là herself. Trong tiếng Anh nó được gọi là reflexive pronouns. Reflexive xuất phát từ động từ reflect. Reflect nghĩa là phản chiếu. Ví dụ như khi bạn nhìn vào trong gương hay nhìn xuống mặt hồ nước thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại. Tương tự như thế, đại từ này nó phản chiếu chính chủ từ của nó. Trong tiếng Việt chúng ta có thể dịch ra là chính bạn, chính bản thân bạn, chính tôi, chính bản thân tôi. Và đại từ này chỉ xuất hiện khi có chủ từ tương ứng với nó trong câu. Ví dụ, I do my homework myself. Ở trong trường hợp này, đại từ myself tương ứng với cả chủ ngữ I để dùng để nhấn mạnh rằng chính tôi là người đã làm bài tập về nhà. Vì vậy sẽ không có trường hợp là I do my homework herself vì herself không hề tương ứng với chủ từ I. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, các bạn hãy cùng theo dõi nội dung phía sau nhé. Chúng ta có thể chia đại từ làm hai loại, số ít và số nhiều. Nhiều bạn không biết khi nào nên dùng số ít và khi nào thì nên dùng số nhiều, nhưng điều đó không hề phức tạp đâu nhé. Vì với mỗi một đại từ thì chúng ta sẽ có một chủ từ tương ứng phải không nào? I, you, we, they. Vì vậy mình chỉ cần phân tích tính chất của chủ từ là có thể phân biệt được đấy là đại từ phản thân số ít hay là số nhiều. Đầu tiên là I. I tức là mình. Mình ở đây thì chỉ có một thôi, nên đại từ phản thân của I thuộc dạng số ít. Tiếp theo là she. She ở đây chỉ là một cô gái thôi, nên đại từ phản thân của she. Đúng rồi, đại từ phản thân của she cũng thuộc dạng số ít. Và chúng ta sẽ đến với ví dụ cuối cùng là we. We nghĩa là chúng ta. Chúng ta bao gồm có mình ở đây và các bạn đang xem video đúng không nào? Vì vậy chúng ta ở đây là thuộc nhiều người. Mà nhiều người thì ở đây đại từ phản thân của we là dạng số nhiều. Còn bây giờ các bạn hãy thử dừng hình 30 giây để phân tích xem các đại từ phản thân còn lại thuộc dạng số ít hay là số nhiều nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết các đại từ phản thân và các chủ từ tương ứng với nó nhé. Trước tiên ở dạng số ít thì chúng ta sẽ kết thúc bằng self. Ví dụ ở đây là myself tương ứng với chủ từ I, yourself, you, himself, he, herself, she và itself, it. Ngoài ra thì đối với đại từ phản thân thuộc dạng số nhiều thì chúng ta sẽ kết thúc bằng selves. Ví dụ, ourselves đối với cả chủ từ we, themselves đối với they và yourselves đối với you. Một mẹo nhỏ để các bạn dễ dàng ghi nhớ những đại từ phản thân này là trong trường hợp đại từ phản thân có chủ từ tương ứng ở ngôi số 3 thì chúng ta sẽ kết hợp tân ngữ them, him, her, it cộng với cả self hoặc selves. Ví dụ như là themselves, himself, herself hoặc itself. Còn đối với những từ còn lại đó là sự kết hợp giữa tính từ sở hữu và self hoặc selves. Ví dụ myself, yourself, yourselves và ourselves. Đối với chủ từ you thì chúng ta có hai dạng đại từ phản thân là yourself và yourselves. Vậy khi nào thì dùng yourself và khi nào thì dùng yourselves? Đối với you khi chỉ một người thì chúng ta sẽ dùng yourself. Ví dụ như tell me something about yourself. Hãy kể cho tôi một điều gì đấy về bạn đi. Trong bất cứ một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh nào thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp câu hỏi này. Vì vậy các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ và nhớ cách để đáp lại nhé. Ngược lại, nếu you dùng để chỉ nhiều người thì chúng ta sẽ dùng đại từ phản thân yourselves. Ví dụ, do you guys do your homework yourselves? Các bạn có tự làm bài tập về nhà không? Yes, you do. Nhất định là phải có nhé, vì ở cuối video này chúng mình sẽ có bài tập thực hành cho các bạn đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cách dùng đại từ phản thân phổ biến nhất. Và dù dùng như thế nào thì nó cũng sẽ chỉ xuất hiện khi có chủ từ tương ứng mà thôi, các bạn ghi nhớ nhé. Cách đầu tiên cũng là cách phổ biến nhất. Đó là khi đại từ phản thân làm tân ngữ trong câu khi chủ từ tác động vào chính mình thay vì một đối tượng khác. Đối với cả dạng câu SVO thì đại từ phản thân chính là tân ngữ đứng ngay đằng sau động từ chính trong câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một ví dụ nhé. Mình thì là một đứa rất là hậu đậu nên mỗi lần gọt hoa quả thì thường cắt luôn vào tay mình. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ nói là I cut all the time. Nào các bạn hãy cùng thử đoán xem đại từ phản thân trong trường hợp này là gì nhé. Ở đây thì chúng ta có chủ từ là I,
Vì vậy, đại từ phản thân tương ứng với chủ từ I đó sẽ là... Đúng rồi, đó chính là myself. Cùng đọc lại với mình nhé. I cut myself all the time. Thêm một ví dụ nữa nhé. Bên cạnh nhà mình thì có một cô bạn gái khá là điệu đà. Mỗi khi bạn ấy thức dậy thì phải ngắm nhìn trong gương hơn một tiếng lận. Vậy trong trường hợp này mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Chủ ngữ ở đây là cô ấy. Cô ấy trong tiếng Anh là she. Động từ ở đây là ngắm nhìn. Ngắm nhìn trong tiếng Anh là gì nhỉ? Đúng rồi, là look. Khi mà bạn ngắm nhìn vào một vật thể gì đấy thì mình sẽ có giới từ là look at. Và trong trường hợp này tân ngữ ứng với cả chủ từ she chính là... Các bạn nói đúng rồi đấy, herself. Và để khiến cho câu này trở nên sinh động hơn và mang đầy đủ ý nghĩa hơn thì mình sẽ bổ sung thêm một số từ chỉ thời gian nữa nhé. Và câu hoàn chỉnh của nó sẽ là she looks at herself in the mirror for 1 hour every morning. Cách thứ hai khi dùng đại từ phản thân đó là dùng nó như một trạng từ để nhấn mạnh cho chủ từ. Và vì là nhấn mạnh nên dù có nó hay không thì câu vẫn đầy đủ về mặt ý nghĩa cũng như là ngữ pháp. Và trong những trường hợp này thì chúng ta có thể đặt trạng từ hay đại từ phản thân này ở cuối câu hoặc là ngay sau chủ ngữ. Ví dụ nhá, mình có một câu là she made these cakes. Trong trường hợp là mình muốn nhấn mạnh người làm những chiếc bánh chính là cô ấy thì mình có hai cách. Một là she herself made these cakes hoặc là she made these cakes herself. Tuy nhiên thì mình chỉ nên sử dụng cách thứ hai thôi. Vì đối với cách thứ nhất thì nó khá là trang trọng và thường chỉ dùng trong văn viết mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách dùng cuối cùng của đại từ phản thân. Đó là khi đại từ phản thân đi cùng với giới từ by. By myself, by yourself hay by himself. Đây cũng là một cách nói nhấn mạnh. Thay vì sử dụng từ alone, một mình, thì chúng ta sử dụng đại từ phản thân với nghĩa là bởi chính bản thân mình. Ví dụ nhé. My father usually sits by himself in the living room. Bố tôi thường xuyên ngồi một mình trong phòng khách. Hoặc là Justin always goes to school by himself. Justin luôn luôn đi học một mình. Sau đây mọi người hãy cùng nhau luyện tập với một số bài tập về dạng từ này nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye! Vẫn chưa tắt máy đi luyện tiếng Anh đi à? À, chắc là bởi vì không nắm rõ từ vựng ngữ pháp nên chưa luyện được đúng không? Bấm vào trên này nhé, đủ hết đấy. Thế nhá, bấm đi. Bấm luôn đi đấy.